Chào cả nhà, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anet Kim Khám Phá Thế Giới. Bây giờ đang là buổi chiều ngày 26 tháng 10 ở Mỹ và là rạng sáng ngày 27 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam. Thời tiết ở thành phố Vancouver, bang Washington, nơi mình đang ở, đang mưa và rất lạnh. Hai hôm trước có bão lớn nên cây cối, vườn tược đều bơ phờ sơ sát. Ba ngày liền trời mưa liên miên. Giờ bên ngoài thì vẫn đang mưa nhỏ, nhiệt độ đang là khoảng 10 độ C. Mình ra bên ngoài cầm điện thoại quay phim và chụp ảnh thì còn thấy là tay rất là cóng. Nói chung là vì trời mưa lạnh nên mọi người thường ở trong nhà và dùng lò sưởi để sưởi ấm. Trời mưa lạnh nên mình cũng rất lo cho các chú chim nhỏ và những bông hoa vẫn đang nở rộ trong vườn nhà mình. Cây lá trong vườn đều đổi màu thay sắc để chuẩn bị núp mình qua một mùa đông lạnh ở Tây Bắc Mỹ. Tuy thời tiết giờ đã trở nên rất khắc nghiệt, nhưng mình vô cùng ngạc nhiên là cây, hoa và quả trong vườn nhà mình vẫn tươi rạng rỡ. Chim vẫn bay lượn, hót ca líu lo. Đặc biệt là dưới cái lạnh chỉ có 7 độ, 5 độ vào buổi tối và khoảng 10 đến 12 độ vào ban ngày. Nhưng mà mấy chú chim sẻ vẫn xà xuống tắm trong các chậu nhỏ sau vườn nhà mình. Nhìn rất là thương. Mấy hôm mưa bão, mình không ra ngoài rửa chậu tắm và thay nước mới cho chim. Vậy mà chúng vẫn vui thích tắm trong chậu nước đó. Cảnh tượng thật là vui và đẹp mắt, khiến mình muốn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời ở thành phố Vancouver vào một ngày cuối thu đầu đông rất lạnh. Những cảnh bình yên này luôn tiếp thêm năng lượng tích cực cho mình mỗi ngày. Vì vậy, mình thật sự muốn lan truyền năng lượng tích cực này tới tất cả những người thân, bạn bè và những người yêu thiên nhiên như mình. Bây giờ, mình mời cả nhà cùng thư giãn ngắm cây, hoa và chim trong khu vườn của mình trong một vài phút nhé. Buttermilk shoe.
Ngày mới ở Việt Nam bắt đầu rồi. Mình chúc cả nhà có một ngày thật vui và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.